Mời quý vị cùng đến với phần 3 của Cửa sổ Công nghệ trên FBNC. Thưa quý vị, từ khi các cuộc tranh luận nên bỏ hay giữ thông tư 20 về vấn đề nhập khẩu xe ô tô cho đến nay thì vẫn chưa có hồi kết. Đối với người tiêu dùng thì việc bỏ thông tư 20 trước mắt sẽ là một động thái để giúp người dùng có được nhiều sự lựa chọn hơn và giúp cho giá thành xe sẽ rẻ hơn nhờ vào thị trường đa dạng và có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Đối với các nhà nhập khẩu lớn, họ lại cho rằng nên giữ lại những quy định này để đảm bảo tiêu chuẩn hay là chất lượng xe. Cả hai nhóm ủng hộ và phản đối thông tư 20 đều cho rằng quan điểm của họ là tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Trước năm 2011, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện việc nhập khẩu ô tô theo hình thức tự do nhập khẩu xe. Thị trường xe ở thời điểm này bùng nổ mạnh mẽ và thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia việc nhập khẩu chính hãng và nhập không chính hãng. Thông tư 20 được ra đời nhằm giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu này. Theo đó, doanh nghiệp muốn nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ vào Việt Nam phải có hai chứng từ, một là giấy chỉ định, giấy ủy quyền nhập khẩu, phân phối của chính hãng sản xuất hoặc có hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó, được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp tác hóa theo quy định. Hai là giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Giao thông Vận tải cấp. Sau 5 năm thực hiện thông tư 20, có thể thấy thị trường xe ô tô Việt Nam đi vào ổn định, nhưng việc hạn chế này lại mang đến nhiều lợi ích cho nhóm các nhà nhập khẩu xe chính hãng lớn, đồng thời mang đến nhiều bất lợi đối với các nhà nhập khẩu ô tô tư nhân trong nước. Tuy thông tư 20 chính thức đã hết hạn từ ngày 1 tháng 7, nhưng cuộc tranh cãi về việc nên bỏ hay giữ cũng là điều đáng nói. Khi mà đây được xem như là một cuộc chiến giữa hai nhóm nhập khẩu ô tô, mà trong đó cũng có nhiều ý kiến khác nhau giữa các nhà nhập khẩu và hãng xe. Đối với các nhà xuất nhập khẩu lớn tại thị trường Việt Nam, thông tư 20 được cho là tiêu chuẩn để họ cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng hơn. Thì mình có kiến nghị là nên giữ cái thông tư 20 lại, bởi vì cái đó là cái quyền lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi là chính sách của hãng cho khách hàng, cũng như chế độ bảo hành bảo dưỡng chính hãng và phụ tùng cũng như chính hãng để phục vụ tốt như nhu cầu của khách hàng. Còn nếu mà bãi bỏ thông tư 20 thì nó ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng về dịch vụ hậu mãi cũng như những cái sản phẩm mà khi có lỗi có sự triệu hồi của hãng thì mình không xử lý được những cái sản phẩm lỗi đó thì ảnh hưởng đến người tiêu dùng của Việt Nam mình. Đối với quan điểm này của các hãng lớn, có thể dễ hiểu khi mà trên thị trường hiện nay có khá nhiều những vụ triệu hồi xe do các lỗi sự cố. Các hãng đã ra sức để thu hồi và sửa chữa những sai sót này, như những vụ liên quan đến túi khí Takata hay lỗi phần mềm của Tesla, v.v. Nếu nhiều doanh nghiệp có thể tự nhập thoải mái mà không cần phải có yêu cầu trở thành đại lý hay đại diện của nhãn hàng, thì việc kiểm soát hay thu hồi các sản phẩm sẽ trở nên khó khăn hơn. Hoặc có khi những doanh nghiệp bán lẻ không thực thi chính sách bảo hành hậu mãi đúng với như hãng thì người tiêu dùng cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đối với những người phản đối thì cho rằng xe hơi là một sản phẩm công nghiệp có nhiều chi tiết đòi hỏi kỹ thuật cao. Vì thế nếu một doanh nghiệp muốn nhập xe về bán thì họ cũng phải lựa chọn kỹ càng sản phẩm như nhãn hiệu. Đồng thời các hãng trên thế giới cũng đưa ra các tiêu chuẩn nhất định đối với việc xuất khẩu xe. Do đó, việc có hay không thông tư 20 cũng không quan trọng. Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu ô tô cũng khẳng định thông tư của Bộ Công Thương là vi phạm luật cạnh tranh 2004, không hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phù hợp thực tiễn và không có cơ sở pháp lý. Ngoài ra, để lưu hành được tại Việt Nam, xe 4 bánh dưới 9 chỗ còn phải được Cục Đăng Kiểm cấp chứng nhận để đảm bảo quy chuẩn khả năng lưu hành. Đánh giá về việc nên hay không nên dỡ bỏ thông tư 20, đại diện hãng xe Audi cũng đã cho thấy quan điểm rằng, đối với họ, việc có hay không thông tư 20 sẽ không là vấn đề quan trọng. Quan trọng đó là thị trường ô tô nên là một thị trường tự do và mở cho tất cả doanh nghiệp. Thông tư 20 hiện đã hết hiệu lực sau 5 năm áp dụng tại Việt Nam. Hiện có rất nhiều cuộc tranh luận về việc có nên giữ lại hoặc dỡ bỏ thông tư 20 hay thay thế bằng một thông tư tương tự. Theo tôi, thị trường ô tô nên là một thị trường tự do và mở cho tất cả các doanh nghiệp. Xe hơi là một sản phẩm phức tạp, có tính kỹ thuật cao. Điều này có nghĩa là mọi công đoạn bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi đều phải được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Audi cũng như các nhà nhập khẩu chính hãng tham dự VIMS 2016 đều thực hiện điều này. Nhưng chính phủ cũng cần có sự điều tiết để đảm bảo kiểm soát tốt. Sẽ đến người được lợi và hại khi thông tư 20 có hiệu lực cho đến nay, các nhà sản xuất nước ngoài và các ông lớn nhập khẩu ô tô đều đã có được ít nhiều những lợi ích khi mà thị trường xe trở thành nơi độc quyền, ảnh hưởng đến giá bán xe. Hay nói cách khác, nó đã dìm chết yếu tố cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ô tô tại Việt Nam theo quan điểm của nhóm phản đối và đề nghị dỡ bỏ thông tư 20. Đối với các nhà nhập khẩu xe chính hãng, nếu dỡ bỏ thông tư 20 đi thì cũng nên giữ lại một số điểm, đặc biệt là về dịch vụ và chăm sóc khách hàng để giúp cho người tiêu dùng được đảm bảo quyền lợi nhất có thể. Nếu mà bãi bỏ thông tư 20, mình kiến nghị là bổ sung thêm cái phần mà dịch vụ chính hãng, phần mềm hay là những cái liên quan đến mà hoạt động bảo trì bảo dưỡng của cơ sở bảo dưỡng bảo trì, nó phải đạt chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam và có giấy chứng nhận thêm của hãng chứng nhận là cơ sở đó đạt chuẩn để phục vụ cho cái thương hiệu của mình. Có thể thấy, thông tư 20 cần được dỡ bỏ để đảm bảo cạnh tranh công bằng và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Nhưng một số tiêu chuẩn được quy định trong thông tư này cũng cần được giữ lại nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua xe.
Theo đó, quan điểm được cả doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng và nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng, nếu được sửa đổi thông tư 20 hay thay đổi thành một thông tư khác, thì thay vì hướng vào đối tượng được nhập khẩu, thì các bộ ngành cần điều chỉnh các quy định về tiêu chuẩn của xe. Xe bán ra thị trường phải đáp ứng các điều kiện nhất định chất lượng về bảo hành và cung cấp linh kiện. Kết thúc phần 3 sau những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật. Phần cập nhật nhanh vừa rồi đã kết thúc phần 3 của cơ sở công nghệ. Trong phần thủ thuật, chúng ta sẽ có thủ thuật tạo và chuyển đổi qua lại các chữ ký trong Gmail. Mời quý vị cùng đến với thủ thuật công nghệ của ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với cửa sổ công nghệ và đây là phần thủ thuật công nghệ. Và ngày hôm nay thì Vĩnh Phú sẽ hướng dẫn đến tất cả quý vị cách thức để chúng ta chuyển đổi chữ ký trong Gmail. Chữ ký luôn là dấu ấn riêng của từng người và với email cũng như vậy. Thông thường thì người dùng máy tính cho mục đích kinh doanh hay là văn phòng thường sử dụng chữ ký để quảng bá sơ lược về thông tin của mình, các hình thức liên lạc hay đơn giản là thể hiện chức vụ và công việc hiện tại của bản thân. Mặc định Gmail cũng hỗ trợ tính năng khởi tạo chữ ký để người dùng có thể tự do sáng tạo theo muốn. Tuy nhiên, nếu bạn có quá nhiều đối tượng để gửi email và không thể chỉ đơn giản là sử dụng một loại chữ ký với hầu hết mọi đối tượng, thì việc tạo thêm các chữ ký khác sao cho phù hợp với từng đối tác là điều chúng ta nên làm. Và bài viết này sẽ gợi ý cho quý vị cách làm thế nào để có thể tạo và chuyển đổi qua lại nhiều chữ ký trong Gmail. Mời bạn đọc sẽ cùng tham khảo. Thủ thuật này không có gì phức tạp. Ở đây chúng ta sẽ tận dụng tính năng Can Response để có thể tùy biến chữ ký trong email. Nếu bạn quan tâm, sau đây sẽ là bước hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên, hãy truy cập vào dịch vụ Gmail của Google và tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Khi đã đăng nhập xong, hãy truy cập vào phần Settings. Trong Settings, chúng ta hãy tìm đến nhóm Tùy chỉnh Labs và nhấn vào nó. Tìm đến tính năng có tên là Can the Responses để đánh dấu vào Enable, sau đó nhấp vào là Save Changes ở cuối trang để lưu lại. Như vậy là ta đã kích hoạt xong tính năng Can the Responses cho Gmail. Bây giờ để thử nghiệm, hãy tiến hành soạn một email mới bằng cách nhấn vào Compose. Khi hộp thoại soạn thảo nội dung email xuất hiện, hãy nhấp chuột vào mũi tên góc bên phải bên dưới và chọn là Can the Responses, đến với New Can Response. Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện. Lúc này tính năng Can the Responses sẽ tiến hành sao chép lại nội dung chữ ký hiện tại của bạn và yêu cầu bạn nhập vào một tên gọi bất kỳ để phân biệt với các chữ ký sau này. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ đặt cho chữ ký hiện tại với tên gọi là công việc, sau đó nhấn OK để lưu lại. Bây giờ bạn hãy xóa phần chữ ký hiện tại của email đang soạn thảo đi và tiến hành tạo một chữ ký mới ngay trong cửa sổ soạn thảo này. Sau khi đã soạn xong phần chữ ký, bạn hãy tiếp tục nhấn chuột vào mũi tên góc phải bên dưới và chọn là Can the Responses. Đến với New Can Response, đặt tên cho chữ ký mới tạo này là gì cũng được. Vĩnh Phú rất là hay vào trang công nghệ GenK. Bây giờ thì Vĩnh Phú sẽ đặt là GenK.vn. Sau đó tiếp tục khởi tạo nhiều chữ ký khác với cách thức tương tự tùy theo mục đích của chúng ta. Khi đã chuẩn bị xong cho mình một loạt các chữ ký tùy theo mục đích và đối tượng nhận email, hãy cứ soạn thảo email bình thường. Đến phần chữ ký, đơn giản là chúng ta chỉ việc xóa phần chữ ký mặc định của mình đi. Sau đó nhấp chuột vào mũi tên góc phải bên dưới và chọn là Can Responses. Và chọn tên của chữ ký mà mình muốn sử dụng trong danh sách Insert là được. Để xóa các chữ ký không sử dụng nữa trong danh sách, hãy nhấp vào tên chữ ký ở danh sách và chúng ta Delete. Nhấp vào OK để xác nhận là xong. Quý vị thân mến, và đó là thủ thuật của tuần này. Nếu có những ý kiến đóng góp, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ cửa sổ công nghệ avong@fbnc.vn. Mấy vi tính hiện nay ngoài việc sử dụng các linh kiện cao cấp ra thì tản nhiệt cũng là một mấu chốt quan trọng. Vì thế tản nhiệt nước được xem là một bộ phận vừa tản nhiệt cũng như là trang trí để cho cỗ máy trở nên đẹp hơn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng đến với những thùng máy có thiết kế tản nhiệt nước đẹp nhất theo bình chọn của một tạp chí chuyên về công nghệ.
Now you gotta love that one. Like my mom says, that shit was gangster. Oh yes, and yet there's more. Now those were some... Đoạn clip vừa rồi đã kết thúc Cơ sở Công nghệ tuần này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.